Hello mọi người, chào mọi người đã quay trở lại với kênh của Khi. Chào mọi người, hôm nay là ngày chủ nhật, là ngày cuối tuần. Thì ngày hôm nay Khi cũng có một cái video cho mọi người đó là video có ai sắp tỏ tình với bạn hay không? Và nếu như có thì người này là ai? Chúng ta sẽ cùng xem những cái câu trả lời trong những cái tụ bài ha. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ có 3 tụ bài như thường lệ thôi. Đây là tụ 1. Đây là tụ 2, Thạch Anh Trong. Và đây là tụ 3, Thạch Anh Xanh. Mọi người có thể ấn dừng màn hình lại, tập trung năng lượng và lựa chọn tụ bài để chúng ta nhận đúng cái thông điệp dành cho mình ha. Bây giờ thì Khi sẽ bắt đầu đến với các bạn chọn tụ bài đầu tiên là các bạn chọn tụ 1. Để xem là các bạn tụ 1 thì có ai sắp sửa tỏ tình với các bạn hay không. Tụ 1. Wow. Các bạn có 9 ly. Các bạn có nữ hoàng kiếm. Các bạn có Three of Swords, 3 kiếm. Các bạn có Tower. Các bạn có The High Priestess. Các bạn có Five of Swords. Các bạn có Three of Cups, 3 ly. Các bạn có Eight of Swords. Và các bạn có Four Pentacles. Với cái nguồn năng lượng này, với tụ 1 thì Khi nghĩ là có một người nào đó họ sẽ tỏ tình, họ có tỏ tình với bạn. Nhưng cái người này và bạn á, thứ nhất đó là Khi cảm thấy được cái việc là bởi vì đây có thể là nguồn năng lượng hai chiều, hoặc là đây là nguồn năng lượng của bạn, hoặc là nguồn năng lượng của họ, cho nên là đón nhận cái điều gì đó nó phù hợp với mình thôi. Thứ nhất đó là người này có thể là người thuộc cung khí, hoặc trong bản sinh của họ có cái chồng sao thuộc cung khí Thiên Bình, Bảo Bình, Song Tử. Bởi vì khi thấy năng lượng khí ở đây rất là nhiều. Thứ nhất, người này có thể là một cái người cũ nào đó của bạn, một cái người cũ nào đó họ quay lại, hoặc là trước đây á, trước khi mà họ đến với bạn thì cái người này trước khi mà họ gặp bạn, họ thích bạn và họ đến để họ tỏ tình với bạn á, họ đã từng trải qua một cái mối quan hệ mà họ bị tổn thương rất là nhiều. Có thể là họ đang là cái người phải chịu những cái sự tổn thương trong cái mối quan hệ vừa rồi. Có cái điều gì đó xảy ra nó rất là đột ngột trong cái mối quan hệ của họ. Mọi thứ nó dừng lại ở cái lúc mà họ không nghĩ đến, họ không ngờ đến. Có một số điều mà Khi thấy là có thể người này là một cái người cũ nào đó của bạn, bạn gặp lại họ. Và ở thời điểm hiện tại thì họ đang có một số điều họ chưa nói ra với bạn, họ chưa thổ lộ với bạn. Có thể đây là một người bạn cũ, một crush cũ của bạn, hoặc thậm chí là có thể đây là một cái người yêu cũ của bạn. Với Khi thì người này là một cái người họ họ hơi nghĩ cho bản thân của mình nhiều hơn là họ nghĩ cho cái người đối phương của họ. Họ rất là nghĩ cho bản thân của mình và họ lựa chọn những cái điều á nó dành cho bản thân của mình, và họ đặt cái bản thân của họ lên hàng đầu, họ đặt cái bản thân của họ lên đầu tiên nhất. Cho nên là có thể vì cái điều đó vô tình họ đã từng làm tổn thương cái mối quan hệ này, hoặc là họ đã từng ở trong một cái mối quan hệ họ bị tổn thương. Bởi vì khi không nhìn thấy được cái nguồn năng lượng là người cũ hay là người mới nhiều, mà khi thấy được là có cả hai nguồn năng lượng là vừa cả cũ và vừa cả mới luôn.
Cho nên là khi mới thấy là và hoặc là ở thời điểm hiện tại thì họ đang để ý bạn, họ và bạn đã biết nhau rồi, họ đang để ý bạn nhưng họ chưa có những cái hành động, họ chưa có những cái thể hiện ra cho bạn biết về cái sự quan tâm, về cái sự chú ý của họ dành cho bạn. Họ chỉ đang âm thầm quan sát bạn thôi, và thậm chí là có thể cái sự âm thầm này nó sẽ hơi lâu một chút trước khi mà họ có thể tiến đến họ nói với bạn, họ offer với bạn một cái điều là họ thích bạn hay là họ có tình cảm với bạn và họ 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 muốn một cái điều gì đó, bắt đầu cái mối quan hệ với bạn chẳng hạn, thì sẽ phải tốn thêm khoảng thời gian nữa. Nhưng mà có một cái điều ở đây có thể là bạn họ cho sorry mọi người, ở cái điều ở đây đó là họ chính là những cái giấc mơ mà bạn đang mong đợi, mang mong cầu đến. Họ đến khi mà bạn đã rất là độc lập, rất là thoải mái, rất là enjoy cuộc sống và tận hưởng cuộc sống theo cái cách của bạn rồi. Bạn cũng không còn mong chờ vào một cái mối quan hệ nữa. Nhưng khi nó đến vào cái lúc bạn không mong chờ nhất, nó đến vào cái lúc bạn không mong đợi nhất, và nó đến vào cái lúc bạn đã sẵn sàng cho cái sự độc lập của bản thân mình, bạn không bị phụ thuộc vào bất kỳ một cái mối quan hệ nào cả. Dù là những cái tổn thương vừa rồi nó đã trải qua với bạn, nhưng ở thời điểm này bạn đã gạt qua những cái tổn thương đó để bạn bắt đầu một cái điều mới, sẵn sàng đón nhận có thể là một gặp gỡ một ai đó mới hoặc là gặp gỡ lại một cái người cũ nào đó mà bạn đã từng có kết nối rồi. Vì sao khi nói là có vừa cả cũ vừa cả mới, thì nếu như là người cũ thì giữa bạn và họ đã từng có những cái tổn thương xảy ra liên quan, có thể là liên quan đến người thứ ba, liên quan đến sự ích kỷ, liên quan đến rằng là một cái mối quan hệ nó kết thúc một cách đột ngột, hoặc là một cái người mới. Đây sẽ là cái câu chuyện của cái người đó trước khi gặp bạn, cái câu chuyện họ đang trải qua ở cái thời điểm bạn đang xem trải bài này, hoặc là khoảng thời gian họ trước đây, trước khi mà họ thích bạn, trước khi họ gặp bạn á, thì họ đã trải qua tất cả những cái điều này. Họ bị tổn thương trong cái mối quan hệ, họ ở trong một cái mối quan hệ ba người và họ đã bị đánh sập cái mối quan hệ đó. Các bạn có tiếp đó là worth waiting for, các bạn có free yourself và các bạn có new love. Ok, phần lớn là ở đây khi dở đến đây thì Ki cảm nghĩ là phần lớn cái nguồn năng lượng ở đây nó sẽ là người mới nhiều hơn. Một ai đó mới họ sẽ bước vào cái cuộc sống của bạn, họ sẽ bước vào cái hành trình tình cảm của bạn. Một cái người nào đó ở thời điểm hiện tại họ đã có cái sự chú ý đến bạn rồi, họ đã có cái sự để ý, cái sự thích dành cho bạn rồi, nhưng họ chưa có cái sự thể hiện rõ ràng ra cho bạn thấy, bởi vì họ chưa thoát ra được khỏi những cái tổn thương cũ vừa rồi nó đang ở trong lòng của họ. Họ đang giải quyết với những cái điều đó, họ chưa ra được khỏi cái điều nó đang kiểm soát họ. Họ đang cần phải lấy lại cái cân bằng cho cuộc sống của mình, họ đang cần lấy lại tất cả cái sự dũng cảm, cái sự tự do và cái sự can đảm để họ có thể tiến đến, họ offer cho bạn một cái điều gì đó. Và khi họ đến á, khi nghĩ rằng là đây sẽ là một cái mối quan hệ mà họ có và bạn á, có thể cho nhau rất là nhiều những cái điều tuyệt vời, có những rất nhiều những cái điều tuyệt vời nó sẽ đến trong cái đời sống tình cảm cho bạn, trong cái mối quan hệ giữa bạn và cái người này. Các bạn có seek, các bạn có nurture và các bạn có choice and stability. Có thể là ở thời điểm này á, bạn đang là cái người tập trung vào rất nhiều vào cái sự nuôi dưỡng bản thân của mình, tập trung vào cái sự kết nối với bản thân của mình nhiều hơn, và họ cũng như vậy, họ đang dần dần nuôi dưỡng cái bản thân của mình, họ đang đi tìm những câu trả lời cho bản thân của mình, họ đang tận hưởng từng giây phút trong cuộc sống của họ một cách ổn định nhất, một cách bình yên nhất có thể, sau những cái tổn thương, sau những cái điều nó xảy ra với họ rồi. Đây sẽ là cái lúc họ đi tìm về với cái bình yên của mình trước khi họ có thể tiến đến, họ có thể gặp gỡ bạn một cái điều gì đó. Có thể ở thời điểm này họ đã có cái sự để ý, cái sự thích dành cho bạn rồi, nhưng vì vẫn còn một số những cái điều gì đó trong bản thân của họ mà họ chưa sẵn sàng để họ tiến đến, thì có thể là trong khoảng thời gian tới họ sẽ có cái sự rõ ràng cho bạn nhiều hơn. Các bạn có spiritual connection, các bạn có light attract light và các bạn có speak the language of love. Cái người mà đến tiếp theo đây có thể là một cái liên kết tâm linh của bạn, có thể là một soulmate, có thể là một cái kết nối đặc biệt.
họ sẽ xuất hiện trong cuộc sống của bạn. Họ sẽ khi nghĩ rằng là khi họ xuất hiện á, bạn và họ chắc chắn là sẽ bước vào một cái mối quan hệ với nhau, không đơn thuần nó chỉ đơn thuần là cái người này đến và tỏ tình với bạn thôi, nhưng mà khi nhận thấy được ở đây á, là các bạn sẽ bắt đầu được luôn cả cái mối quan hệ với nhau. Bởi vì một cái đó là bạn và họ đều trải qua một cái hành trình, có thể là nó gần như là cái hành trình tương tự, cái hành trình tương tự nhau, giống nhau, cho nên các bạn hiểu được cái vị trí của nhau, cái vị trí mà họ, cả bạn và họ đều cảm nhận được cái vị trí, tất cả những cái điều nó vừa xảy ra, các bạn hiểu được rằng là người này đã vượt qua cái hành trình này như thế nào, người này đã vượt qua hành trình này bằng cách nào, cho nên các bạn thấu hiểu với nhau rất là nhiều. Và các bạn sẽ có rất là nhiều những khoảng thời gian các bạn nói cho nhau nghe, các bạn kể cho nhau nghe về cái chặng hành trình vừa qua, về tất cả mọi thứ, về cái sự thông thái của bạn ở thời điểm này, về cái cách làm sao các bạn vượt qua được cái khoảng thời gian này. Sẽ có những cái cuộc nói chuyện như thế, sẽ có những cái cuộc đàm đạo với những con người đã trải qua rất nhiều những cái tổn thương trong những câu chuyện tình cảm, để bây giờ các bạn gặp lại nhau. Và rất nhiều cái nguồn năng lượng tích cực mà Ki cảm nhận được từ cái tụ bài này, rất nhiều cái thứ nó tích cực nó đến, mặc dù có thể ở thời điểm hiện tại họ vẫn đang là cái người phải giải quyết rất là nhiều thứ, hoặc bạn vẫn đang là cái người phải giải quyết rất là nhiều cái vấn đề bên trong của mình. Nhưng hãy biết rằng là khi các bạn gặp nhau là cái khoảng thời gian mà các bạn đã rất là sẵn sàng cho một cái mối quan hệ, và các bạn đã sẵn sàng để nói lên tất cả những cái tiếng nói trong lòng của mình. Các bạn có cái lá cuối cùng ở đây, đó là lá passion. Hai bạn có rất là nhiều cái đam mê với nhau, hai bạn có rất nhiều những cái thu hút với nhau cả về mặt bên ngoài, cả về mặt vật lý bên ngoài, cả về mặt tính cách, cách thể hiện, cách tiếp xúc, cách giao tiếp. Có thể họ có những người họ sẽ bị thu hút nhiều về mặt bên ngoài, có nhiều người sẽ bị thu hút nhiều về cái cách các bạn tiếp xúc với họ. Nhưng thì ở đây á, các bạn hòa hợp với nhau và các bạn bị thu hút với nhau ở cả hai cái khía cạnh, là vẻ bên ngoài và cả về bên trong luôn. Ok. Wow, một cái nguồn năng lượng của tụi một rất là đẹp, rất là dễ thương. Chúc mừng các bạn tụ bài đầu tiên. Các bạn tụ bài số 1 đã có một cái khởi đầu cực kỳ là xuất sắc cho cái trải bài ngày hôm nay. Chúc mừng các bạn tụ 1. Mà nếu như á, khi mà các bạn đang xem trải bài này á, các bạn vẫn còn đang những cái điều gì đó mà như nãy giờ khi nói là đang cần phải giải quyết đó, thì đây cũng có thể là nguồn năng lượng của bạn. Bởi vì có một số bạn thì khi vẫn cảm thấy rằng là các bạn đang cần phải giải quyết trong bản thân của mình. Còn một số các cái tổn thương, còn một số các cái vấn đề các bạn sẽ phải giải quyết. Các bạn tụ bài số 1, bây giờ thì Ki sẽ đến với các bạn chọn tụ bài số 2. Chúng ta đến với các bạn chọn tụ bài số 2. Các bạn có Two of Cups. Wow. Chưa biết sao nhưng mà thấy Two of Cups là thấy có rồi đó. Wow, các bạn có The Moon. Wow, các bạn có The Star. Các bạn có The Lovers. Các bạn có The Fool. Và các bạn có Chính Gậy. Oh sorry mọi người, cái lá chính gậy này nó không phải của tụ 3, tụ 2, mà tụ 2 là cái lá The Wow, tụ 2 ơi, có một cái điều gì đó nó rất là tuyệt vời á. Trong cái nguồn năng lượng của tụ 2 á, khi nghĩ là nó sẽ có cái điều gì đó rất là đẹp. Các bạn có King of Pentacles, các bạn có The Hierophant, và các bạn có Knight of Cups. Wow, thì chắc chắn là một cái điều gì đó tuyệt vời ở đây nó sẽ đến với các bạn. Nhất khi chưa biết cái người này là ai, nhưng khi chắc chắn là cái người này sẽ là soulmate của bạn.
họ là một cái người soulmate đến với cuộc sống của bạn. Bạn và họ sẽ có thể bắt đầu một cái hành trình mới với nhau. Đây có thể là một cái nối kết nối rất là đặc biệt. Thứ nhất là có thể họ là soulmate của bạn, họ cũng có thể là một trong những kết nối đặc biệt như là soulmate twin flame chẳng hạn. Nó rất là đặc biệt bởi vì bài của các bạn lên toàn là những lá ẩn chính. Khi rút 6 lá của bộ Everyday Witch thì có đến 5 lá thuộc bộ ẩn chính rồi. Lúc nãy thì có nhầm cái lá chính gậy, nó lúc nãy nó bị rớt ra, nhưng mà khi để nhầm vào, nhưng mà cái lá đầu xanh là cái lá của tụ bài số số 2. Thì khi thấy á, nhất hai người chính là tụ bài này, nó cũng giống tụ một một cái, tức là hai người chính là những cái giấc mơ, giấc mộng, tính là những cái điều ước của nhau á, để mà xuất hiện trong cuộc sống này. Các bạn đã học rất là nhiều bài học, các bạn đến đây cùng với nhau để học những cái bài học của vũ trụ, để học những cái bài học về những cái nguồn kiến thức mà vũ trụ muốn mang đến cho các bạn. Người này thứ nhất có thể là một cái người thuộc cung đất kim ngưu ma kết xử nữ, và đặc biệt là cái đá Knight of Pentacles ở bộ bài này á, lại là một người nữ, thì nó cho Kiên cái cảm giác rằng là nó có một cái đất, tức là người này có thể là một cái người nữ, nhưng họ là một cái người rất là mạnh mẽ. Họ là một, nếu như họ là nữ á, thì họ là một cái người nữ cực kỳ mạnh mẽ, mang cái tính cách của một chiến binh. Còn nếu như họ là một người nam á, thì họ là một cái người á, có thể là họ mang cái năng lượng nữ trong bản thân của mình nhiều hơn. Họ có cái khả, tức là không nhất thiết họ, mình nói là họ mang nguồn năng lượng nữ thì họ phải là cuộc cộng đồng LGBT, không phải. Họ mang nguồn năng lượng nữ thì có nghĩa là họ là một cái người mà nhẹ nhàng, và họ có cái khả năng nuôi dưỡng, họ mang nguồn năng lượng nuôi dưỡng, chứ không nhất thiết họ, nếu như họ là người nam mà mang cái nguồn năng lượng nữ thì họ phải là những người thuộc cộng đồng LGBT, không phải, mà là họ mang cái nhiều cái khả năng nuôi dưỡng, và họ ấm áp, họ lan được cái nguồn năng lượng ấm áp của họ sang cho bạn, và họ có một cái điều gì đó là khi cảm thấy là đây đây đúng là một cái mối quan hệ nó rất là đặc biệt. Các bạn gặp nhau sau khi các bạn đã đi qua được cái the moon, tức là các bạn đã đi qua được tất cả những cái sự mập mờ, tất cả những cái điều nó chưa rõ ràng, nhưng bạn đã dám can đảm để bạn bước đi trên cái hành trình đó, thì đây sẽ là cái lúc các bạn gặp gỡ một cái mối quan hệ mà nó cực kỳ sâu sắc, cực kỳ đặc biệt. Và hai người thậm chí là khi nghĩ rằng là với cái mối quan hệ này thì các bạn đều hoàn toàn có khả năng để có thể trở thành một gia đình với nhau, một families, có thể có một cái wedding với nhau, có một cái đám cưới với nhau, và các bạn đi xa hơn rất nhiều cùng với nhau trong cái hành trình này. Các bạn có wedding, wow, các bạn có flirt, và các bạn có release your ex. Khi nghĩ rằng là sắp đến đây á, sẽ có một cái sự tán tỉnh của họ dành cho bạn. Còn một cái nữa thì có thể người này là người đã từng có gia đình rồi, có thể họ là người đã từng có gia đình, hoặc là họ là cái người, hoặc là các bạn có thể trở thành một gia đình với họ, tức là có hai trường hợp như thế. Họ cũng đang phải làm việc với cái quá khứ của mình, cho nên là trong một vài trường hợp họ có thể vừa trải qua một cái sự đổ vỡ trong hôn nhân. Hãy nhận cái thông điệp phù hợp với mình thôi nha. Hoặc là họ vừa phải trải qua một cái mối quan hệ rất là sâu sắc, thì họ đang phải làm việc với bản thân của mình rất là nhiều. Họ đang cần phải thanh lọc lại nguồn năng lượng của mình, họ đang cần làm cho bản thân mình lấy lại được cái nguồn năng lượng tích cực. Các bạn có tiếp là sadness and I solutions. Các bạn có open up. Yes, và các bạn có new vitality. Một cái giai đoạn mới, một cái hành trình mới, một cái niềm hy vọng, niềm hạnh phúc mới nó sẽ được rót xuống cuộc sống của bạn. Khi các bạn đang ở trong cái nguồn năng lượng của sự tiêu cực, khi mà các bạn đã chạm đến cái đáy của cái sự tiêu cực rồi, bạn đã bắt đầu đứng lên để tái thiết lập lại, bạn không thể nào vùi mình mãi ở trong cái sự tiêu cực này. Bạn đứng lên, bạn xây dựng lại cái cuộc sống cho mình, bạn bạn tìm lại cái con người mà bạn đã từng á, tức là cái con người tích cực, cái con người mà rất là nhiều sức sống, nhiều niềm tin vào tương lai. Thì
Cái lúc đó sẽ là cái lúc bạn gặp họ. Một cái giai đoạn mới nó đang được rót đến, hoặc là khi mà nhìn thấy những cái cầu vồng ở đây á, 1 2 2 4 6. 6 cái lế này thôi á thì chỉ có cảm giác là một số bạn thuộc tổ 2, có thể là các bạn thuộc cộng đồng LGBT. Một vài thôi nha, để mọi người đón nhận một cái thứ nó phù hợp với mình thôi. Bởi vì anyways, dù là bạn là nam hay nữ hay là LGBT thì bạn vẫn đều xem được những cái video này, không quan trọng về cái giới tính của bạn trong các cái video của Khi ha. Các bạn có love is all around you. Các bạn có choose love và các bạn có consider your foundation. Yeah, đây sẽ là một cái mối quan hệ mà các bạn đến với nhau khi các bạn đã có được những cái tình yêu thương từ mọi thứ xung quanh rồi. Các bạn không phải đi tìm tình yêu thương từ bên ngoài, mà bạn đang cảm nhận tình yêu thương nó đến từ cả bên trong, từ môi trường nuôi dưỡng, từ môi trường học tập, từ môi trường công việc, từ môi trường xung quanh, tất cả những con người bạn đang đang tiếp xúc đó. Bạn đang thu thập tất cả những cái năng lượng từ cái tình yêu thương của mình đến. Nhưng trong một số trường hợp, khi bạn đặt chân mình vào một cái mối quan hệ nào đó, đâu đó bạn vẫn còn giữ cho mình một số những cái nỗi sợ, một số những cái điều nó ngăn cản các bạn, bởi vì các bạn sợ bạn sẽ đạp lại cái vết thương cũ, bạn sẽ lạp lại cái vết xe cũ của mình. Thì hãy biết rằng là mình nên chấm dứt những cái điều đó, và một cái giai đoạn mới nó đến rồi, một cái chu kỳ mới, một cái hành trình mới nó đã đến rồi. Và hãy xây dựng với nhau cái mối quan hệ này từ tất cả những cái nền móng đầu tiên nhất, và bắt đầu một cái mối quan hệ mới với nhau. Nghe nói đây sẽ là một cái mối quan hệ nó cực kỳ là nhiều ý nghĩa đối với các bạn chọn tụ bài số 2. Các bạn có một cái lá tiếp theo, đó là lá cuối cùng, đó là lá balance. Cái tình yêu nó không phải là cái việc bạn chấp nhận cho một cái điều gì đó, một cái mối quan hệ tuyệt vời. Nó sẽ là cả hai cùng nhau hỗ trợ và cùng nhau vượt qua những cái thử thách. Không có một cái mối quan hệ nào nó phát triển, không có một cái mối quan hệ nào mà nó bền vững, mà nếu như các bạn đến với nhau ngay từ đầu, mọi thứ nó đều rất là yên bình. Bất kỳ một cái mối quan hệ nào, chúng ta cũng sẽ có những cái thử thách, và hãy cùng nhau vượt qua những cái thử thách đó. Một cái hành trình mới như là The Fool thì chắc chắn cái hành trình này bạn sẽ không biết được trên đó bạn sẽ gặp bao nhiêu chông gai, bao nhiêu thử thách trên cái hành trình này. Nhưng Khi tin rằng là nếu như bạn dùng tất cả tình yêu thương của mình dành cho cái mối quan hệ này, cái mối quan hệ này sẽ đi rất xa, sẽ đi rất lâu, và thậm chí đến được một, các bạn có thể nâng cấp cái mối quan hệ này lên một cái level cao hơn nữa. Ok. Wow, cả tự nhiên trải cho hai tụ thì đều cảm thấy rằng là cái người mà sắp đến với các bạn đó sẽ đều là cái người mà các bạn sẽ bắt đầu một cái mối quan hệ cùng với họ. Chứ khi không thấy rằng là một cái người đến tỏ tình chơi chơi mà bạn không đồng ý hay là như thế nào. Cả hai cái thông điệp đều ở đây đều rất là tuyệt vời và đều rất là hay, rất là vui và rất là tích cực. Khi nghĩ là đây là đúng là một cái video rất là tuyệt vời dành cho ngày Chủ nhật. Các bạn có thể enjoy cái video này. Ok, đó là tụ 2. Bây giờ thì Kia sẽ đến với các bạn chọn tụ bài số 3. Để xem là tụ 3 như thế nào. Tụ 3 các bạn có Six of Swords, các bạn có Ace of Swords, các bạn có King of Pentacles. Tụ nào cũng có hết nha mọi người. Chắc chắn là tụ nào trong ba tụ ngày hôm nay á, nếu như mà các bạn phù hợp với những cái điều mà Kia đang nói á, thì nghĩ là đều sẽ có những cái người họ đến để tỏ tình với bạn luôn. Các bạn có The Chariot, các bạn có hai lần lá The Chariot. Các bạn có The Wild Ten of Cups. Wow, không biết có phải là ngày Chủ nhật cho nên là vũ trụ luôn luôn muốn push up cái năng lượng của mọi người lên cao á, cho nên là tụ bài ba tụ bài ngày hôm nay đều có những cái thông điệp nó cực kỳ tích cực. Ok, với tụ hai à, với tụ ba này thì chắc chắn có một ai đó họ đang trên đường tiến đến với bạn, đang trên đường đến luôn rồi, chứ không phải là nhấp nháy nữa đâu. Họ đang trên đường đến rồi, họ đang trên đường đến để mà tỏ tình với bạn, và có thể bạn cũng đang nhìn thấy họ đang chuẩn bị có một cái rục rịch hành động gì đó tiến về mình.
Ok, khi họ tiến về phía của bạn, họ đã gạt đi rất nhiều. Họ là cái người đã gạt đi rất nhiều những cái điều trong quá khứ. Khi không biết là họ đã trải qua cái điều gì, nhưng khi có cái cảm giác ở đây là họ đã dường như họ bỏ lại tất cả sau lưng á. Họ đã từng có một cái điều gì đó rất là nhiều ý nghĩa. Họ đã từng có cái gì đó mà rất nhiều chiếm trọn tất cả những cái suy nghĩ của họ trong khoảng thời gian vừa rồi. Nhưng họ đi là họ đã bỏ cả một sau lưng, giống như là bỏ lại sau lưng tất cả mọi thứ, như việc là có thể là họ rời bỏ cái nơi họ sinh sống hiện tại để mà họ họ đến cái nơi mà bạn đang ở, họ đến để gặp bạn, họ đến để tìm bạn. Họ đơn giản là họ gạt đi cái tôi của mình rất là nhiều để mà họ bước về phía của bạn thôi. Khi thấy ở đây á, có thể là hai người có thể là một cái mối quan hệ mà ở thời điểm hiện tại á, cái người này và bạn á không có nói chuyện với nhau nhiều. Giữa hai người có một cái khoảng cách gì đó, có thể là khoảng cách về mặt địa lý, hoặc là có thể là một cái khoảng cách vô hình nào đó, nó khiến cho hai bạn không có tương tác với nhau, không có nói chuyện với nhau và không có một cái liên kết gì đó nhiều với nhau. Đây là một cái khoảng thời gian mà bạn và họ đều đang đi học những cái bài học riêng cho bản thân của mình, đang đi tìm những cái câu trả lời cho những cái câu hỏi của mình, đang tìm cho bản thân mình xem mình là ai, mình đến đây để làm gì và mình đang cần cái điều gì. Hoặc là việc bạn đang rất tập trung cho gia đình của mình, hoặc họ đang rất tập trung cho gia đình của mình. Nhưng mà khi cảm nhận ở đây nhiều hơn là nguồn năng lượng của bạn, là bạn đang rất là tập trung cho gia đình hiện tại của bạn. Bạn đang dành phần lớn thời gian cho gia đình của mình. Bạn bù đắp lại những cái khoảng thời gian vừa rồi, có thể là bạn lơ là với gia đình của mình, nhưng mà bây giờ là khoảng thời gian bạn dành cho gia đình của mình nhiều hơn. Người này có thể là một cái người này có thể là một cái người thuộc cung đất ha, một cái người thuộc cung đất kim ngưu ma kết sử nữ. Họ là một cái người có thể họ không hành động nhiều, họ không phải là một cái người lãng mạn đâu, họ không à, không phải không họ không nói nhiều, sorry mọi người, họ không phải là một cái người lãng mạn, không phải là một cái người nói nhiều, mà họ là một cái người hành động nhiều hơn. Họ thể hiện cái tình cảm của họ thông qua những cái món quà, có thể là món quà vật chất mà họ tặng cho bạn là chính. Họ không phải là một cái người lãng mạn, nhưng mà họ cũng là một cái người mà cho bạn cái cảm giác rất là thoải mái, rất là vui vẻ khi bạn ở bên cạnh họ. Các bạn có passion. Past life relationship và unrequited love. Hai người có rất là nhiều cái đam mê với nhau, hai người có rất là nhiều cái passion với nhau. Có thể là như thế này ha. Có thể là các bạn đã từng là một cái mối quan hệ unrequited love, tức là có thể là một cái mối quan hệ đi nhanh đến nhanh, hoặc một cái mối quan hệ mà các bạn đến với nhau một vài trường hợp là các bạn bắt đầu cái mối quan hệ từ từ cái việc các bạn là những cái người có ở trong một cái mối quan hệ mập mờ, một cái mối quan hệ không rõ ràng, trên tình bạn nhưng mà dưới tình yêu kiểu vậy, thì sắp tới sẽ có một cái câu trả lời rõ ràng hơn cho bạn ha, chắc có sẽ có những cái câu trả lời rõ ràng hơn. Có thể đây là một cái kết nối đến từ trước của bạn, không biết như thế nào, nhưng mà cả ba tụi hôm nay á đều có những cái năng lượng về những cái kết nối đặc biệt. Tụ 1 thì soulmate, tụ 2 cũng soulmate, và tụ 3 cũng là một cái kết nối past life relationship, có là đều là những cái kết nối rất là đặc biệt á. Thì khi nghĩ rằng là không nhiều bạn sẽ bắt được đúng cái nguồn năng lượng này đâu, cho nên là đón nhận mọi thứ một cách cởi mở nhất, giúp khi các bạn có tiếp là blossom, refusing to see và healing, healing begin. Nói có thể là người này và bạn á, có thể là trước khi gặp nhau á, như khi đó là unrequited love, một cái mối quan hệ nó không rõ ràng rồi, có một cái điều gì đó họ đã từng từ chối nhìn nhận cái tình cảm này, họ họ gạt đi những cái điều này, có thể là bởi vì từ trước đến giờ họ không nghĩ rằng là họ sẽ có một cái mối quan hệ nghiêm túc với một người nào đó, họ không nghĩ rằng là bản thân mình sẽ bắt đầu một cái điều gì đó thật là nghiêm túc. Nhưng khi họ gặp bạn á, có thể thời gian đầu họ chưa nghĩ, nhưng ở thời điểm này họ đang nghĩ đến cái việc là họ sẽ nghiêm túc trong cái mối quan hệ với bạn. Họ mang đến một cái điều gì đó nó gọi là blossom. Nhìn cái lá blossom thì khi đã thấy được rằng là
có những cái điều nó nở hoa rất nhiều, nó sẽ đến với bạn, những cái điều tốt lành nó đến với bạn, và đặc biệt là healing, chữa lành, vén được cái bức màn của những cái câu chuyện, vén ra được cái ngọn, cái cánh cửa của sự chữa lành để các bạn đến với nhau, để các bạn chữa lành cho nhau, để các bạn nâng cấp cái khả năng cho nhau nhiều hơn. Bạn và họ đều có những cái vấn đề, nhưng khi các bạn gặp nhau có thể là soi chiếu lẫn nhau và các bạn giúp nhau chữa lành những cái tổn thương. Yes, các bạn có have patience. Các bạn có the only thing that is real is love. Wow, I love you. Hãy kiên nhẫn hơn một chút nữa. Hãy kiên nhẫn hơn một chút nữa. Hãy cho phép bản thân mình làm việc với bản thân mình thêm một khoảng thời gian nữa trước khi cái người này xuất hiện. Hãy chờ họ, cho họ thêm một chút thời gian nữa trước khi họ xuất hiện trong cuộc sống của bạn. Và ngoài tất cả những cái điều gì ra, the only thing that is real is love, tức là không có bất kỳ một cái điều gì nó là thật cả, ngoại trừ tình yêu. Chỉ có tình yêu nó là thật, nỗi sợ không phải là thật, ego không phải là thật. Những cái điều bạn tưởng chừng như là những cái điều mà bạn tự mặc định cho mình đó, nó không phải là thật. Chỉ có tình yêu là thật. Và cái câu mạnh mẽ nhất để chứng minh tình yêu đó là I love you. Hãy nói những cái điều đó với những người mình yêu thương. Và tôi nghĩ là bạn sẽ sớm nhận được cái câu này từ một cái người họ đến xuất hiện với bạn trong cái khoảng thời gian tương lai sắp tới. Các bạn có cái lá cuối cùng, đó là cái sự chấp nhận chính là cái chìa khóa cho cái bình yên ở bên trong. Ở khoảng thời gian bạn phải chấp nhận mọi thứ nó diễn ra như thế, đừng cố gắng thay đổi một cái điều gì đó bởi vì nó nằm ngoài cái tầm kiểm soát của bạn. Tất cả mọi thứ diễn ra đều trong cái sự sắp đặt, trong cái sự sắp xếp của vũ trụ. Và một khi vũ trụ đã muốn bạn move on ra khỏi một cái điều gì đó, chắc chắn bạn sẽ không thể giữ mình hoài ở trong đó được. Sẽ có những cái điều gì đó nó buộc bạn phải rời bỏ cái nơi đó, buộc bạn phải nhìn nhận những cái điều đó, buộc bạn phải thay đổi dù là sớm hay muộn mà thôi. Cho nên cái việc bạn cố gắng đó, nó chỉ là những cái việc bạn trì hoãn lại cái hành trình move on của bạn ra khỏi một cái điều gì đó thôi. Còn tất cả mọi thứ thì vũ trụ đều đã sắp đặt, đều đã sắp xếp cái hành trình đó rồi. Và hãy chấp nhận những cái điều đó. Và khi mà bạn chấp nhận đó thì bạn sẽ tìm thấy được cái sự bình yên ở bên trong của mình. Ok, đó là ba tụ bài của ngày hôm nay. Và khi nghĩ rằng là đâu đó các bạn nhận được những cái thông điệp này á, thì ba sẽ rất là tuyệt vời á. Kiểu là khi không nghĩ rằng là ba tụ ngày hôm nay đều ra những cái kết quả nó rất là đẹp. Cho nên là đây là một cái video có thể là dùng để push up tinh thần cho mọi người ngày chủ nhật rất là tốt. Ok, cảm ơn tất cả các bạn đã ở cùng với Khi, lắng nghe cái video này cùng với Khi đến giây phút này. Và mong rằng là mọi người sẽ nhận được những cái thông điệp phù hợp với mình. Và bây giờ thì Khi xin phép off cái video này ở đây và up video lên ngay cho mọi người. Và hẹn gặp lại mọi người ở video vào lần sau. Bye bye!